Còn bây giờ là phần thời tiết cho nông vụ. Mưa lũ miền Trung đã có dấu hiệu giảm dần rồi. Bà con nhiều vùng đã trở về nhà để khắc phục hậu quả. Mưa sẽ quay trở lại miền Trung vào cuối tuần này. Vậy bà con có cần lưu ý gì không hả chị Quỳnh Hoa? Vâng, khả năng là chủ nhật trở đi miền Trung mới lại có mưa. Còn đợt mưa lớn kéo dài suốt nửa tháng qua thì đã hoàn toàn chấm dứt. Trong hôm nay và hai ngày tới thì khắp khu vực miền Trung sẽ đều có nắng và nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ tăng lên mức là 25 cho tới 31 độ. Nắng lên, lũ tiếp tục xuống, bà con có thể tranh thủ trở về nhà để khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Tuy nhiên, bà con vẫn phải lưu ý là những ngày này, nguy cơ sạt lở đất vẫn còn cao, đặc biệt là ở khu vực vùng núi các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam. Bởi sau cả tháng mưa lớn và ngập lụt thì đất đá đã bị phá vỡ kết cấu nên nguy cơ sạt trượt, lún có thể ập đến bất cứ lúc nào. Tổng cục Phòng chống thiên tai có khuyến cáo tới bà con như sau. Luôn cảnh giác, thường xuyên quan sát xung quanh nhà để phát hiện kịp thời các dấu hiệu của sạt lở như các vết nứt, lún, nước suối đục. Tránh xa các thung lũng, các vùng đất thấp, những khu vực có nhiều khe nứt bởi đây là những nơi rất dễ xảy ra sạt lở, sụt lún. Không được đi qua lại gần khu vực sạt lở đất. Tránh xa những khu vực đã từng xảy ra sạt lở vì sạt lở có thể lặp lại ở cùng một địa điểm. Nếu nhìn thấy những người mắc kẹt hoặc bị thương ở nơi xảy ra sạt lở đất, không tự ý vào cứu, hãy thông báo cho các lực lượng chức năng tại địa phương. Chuyển sang thông tin dự báo thời tiết cho một số vùng chuyên canh nông nghiệp khác trên cả nước trong 7 ngày tới. Với vùng núi Bắc Bộ, khả năng có mưa dông rải rác vào 2 ngày 25-26 tháng 10, có điểm mưa lượng khá, nhiệt độ khoảng 23-26 độ. Các ngày còn lại đa phần là trời nắng, nhiệt độ từ 25-28 độ. Khu vực Tây Nguyên, 7 ngày tới sẽ đều đặn có mưa về chiều đến chiều tối, có điểm mưa lượng khá kèm theo dông lốc và gió giật. Ban ngày trời vẫn có những khoảng nắng, nhiệt độ cao nhất từ 27 cho tới 30 độ.